Episode xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm với cầu lông Nanoray 900 bản nâng cấp năm 2017. Được cho ra mắt cuối năm 2014, sau sản phẩm Nanoray 900 nhanh chóng trở thành cây vợt chuyên đôi được rất nhiều các lông thủ lựa chọn. Nó từng là quán quân của cuộc bình chọn cây vợt đánh đôi xuất sắc nhất. Tuy có những ưu thế, nhưng Nanoray 900 vẫn có những nhược điểm. Hãy cùng Episode đi tìm ưu nhược điểm của cây vợt này nhé! Về thiết kế, đây là cây vợt mang màu sắc chủ đạo xanh lục quân. Đây có lẽ là màu sắc chủ đạo tại thời điểm đó, khi cùng năm 2017, cây vợt IRC 11 cũng cho ra mắt. Tới với bản nâng cấp lần này, vừa được trang bị những công nghệ cao cấp như sau. Vợt có độ cứng vừa phải, độ cân bằng tương đối, do vậy nó được định hình là cây vợt chuyên đôi, phù hợp cho người chơi có lối chơi phản tạt linh hoạt với những cú tạt cầu đầm tay cho đường cầu ổn định. Vợt trợ lực tốt cho người chơi, cho cảm giác phương cầu thoát đi hơn, cầu đi chuẩn xác, không bị rung đầu vợt. Đó là những ưu điểm lớn mà cây vợt mang lại cho người sử dụng. Tuy vậy, bên cạnh đó nó cũng một vài khuyết điểm. Vợt có lực đập cầu không thật sự ấn tượng so với những dòng sản phẩm thiên công khác cùng giá tiền. Nếu bạn đang sử dụng một cây vợt Nanoray 900 2017 thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cây vợt tuyệt vời trong đánh đôi xứng đáng nhận số điểm 8/5/10. Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Episode. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Episode nhé.